Rồi xin được gửi một lời chào đến các bác đam mê chơi PCB trên toàn quốc nhé. Nay bên em lại tiếp tục lên cho bác một cái video giới thiệu bác về ba cái mẫu laser đấy, của bên cơ sở bên em đang cung cấp ra ngoài thị trường. Thì phương thức giao dịch các bác phải liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại trên mình video kia. Đấy, bên em ship COD đồng kiểm nhận hàng, các bác kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, có thanh toán tiền giúp em. Và hôm nay giới thiệu bác chi tiết về ba cái mẫu laser đấy nhá. Giới thiệu mẫu cao cấp nhất là mẫu laser đại bàng nhé, tích hợp đèn pin luôn. Đại bàng thì bên em sẽ có màu đỏ và màu xanh, nhắc lại là sẽ có màu đỏ và màu xanh nhé. Đây là màu đỏ và màu xanh này, đây là màu xanh nhé. Trên là màu đèn laser và dưới là đèn pin các nhé. Mẫu này tích hợp được cả đèn pin, các bác nhìn thấy này, đấy. Nó có rất nhiều chế độ sáng này, sáng chớp này, đấy, sáng thường này, đấy, không nhấp nháy các nhá, nhìn thấy này. Đấy, em sẽ test cho các bác luôn nhé. Trong ban ngày thì các bác nhìn nó sẽ quay video nó không được rõ lắm đâu. Anh em nhìn thấy này, đèn pin tia xanh. Mẫu xanh này thì bên em đang bán giá là 480.000 nhá, 480.000 miễn phí giao hàng cho bác tận nhà. Đấy nhá, phụ kiện cho bác đầy đủ luôn cho bác yên tâm khi mua hàng của bên cơ sở bên em. Đấy, cục sạc các thứ, đây, cục sạc này. Đại bàng nó sẽ có cục sạc này. Đấy, lục cục sạc này và đầu cũng là đầu đuôi chuột và lục giác kèm theo cho bác nhá. Và hai của bên em lắp sẵn trong trong kia rồi, hai bên lắp sẵn cho bác trong đấy rồi nhá. Đấy, tiếp theo là cái mẫu laser to. Đây đây là mẫu laser to nhá. Laser to này thì bên em đang bán với cái xanh như này, bán giá 350, cái đỏ là 320.000 nhá. Đấy, tia xanh laser to này, các bác thích mẫu laser to này các bác báo em nhá. Đây, đấy, tia xanh đây 320 là màu đỏ, 350 là màu xanh không nhá. Đây là laser đầu đạn nhá, cũng sẽ có màu xanh và màu đỏ. Màu đỏ sẽ có giá là 280.000, màu xanh sẽ có giá là 320.000 đồng, miễn phí giao hàng cho bác. Luôn luôn màu đỏ sẽ rẻ hơn màu xanh. Màu xanh ánh sáng nó sáng hơn, nó sẽ có đắt hơn một chút nhá. Nó cũng sẽ có đuôi chuột đầy đủ cho bác, lục giác, cục sạc. Những mẫu như này đều là cục sạc, các bác yên tâm. Khi gửi hàng cho bác, bên em sẽ test thử hàng ok chuẩn chỉnh nhá. Các bác mới phải thanh toán tiền. Và bên em thì khi các bác mua hàng hôm nay nhá, các bác nào mà xem được cái livestream của em ngày hôm nay thì bên em sẽ tặng cho bác một cái cuộn băng keo nhỏ như này, giá thành không đổi nhá, giá không đổi, giá em vẫn báo ở trên mà em lại được tặng, mà các bác lại nhận được thêm những phần quà của bên cơ sở bên em nhằm chiên khách hàng, tặng cho bác một cái món quà nhỏ nhỏ, gọi là tặng cho bác thêm một cuộn băng keo nhỏ như thế này. Đương nhiên các bác nào đã mua laser, các bác có khẩu, bác không thể thiếu những cái ngụy trang để bác đi rừng được. Các bác nào muốn mua thêm thì bác báo em, các bác khi bác mua thì bên em sẽ tặng cho bác một cuộn như thế này, màu dần di hoặc màu lá cây, các bác thích màu tối màu bác báo em, thích màu sáng màu bác báo em nhé. Đây là những cái phần quà nho nhỏ dành tặng đến chiên khách hàng trong tháng 11, áp dụng trong tháng 11 của bên cơ sở bên em nhé. Nên các bác nào thật sự đang quan tâm và muốn mua thì anh nhanh tay nhấc máy lên, đấy, alo cho số điện thoại trên màn hình video của bên cơ sở bên em để được đặt hàng. Mình sẽ đăng tải video trên kênh và kết thúc tại đây nhé. Một lần nữa xin được chào các bác, hẹn gặp trong clip lần sau bên cơ sở bên em.